Mày chào đi chùa khác chơi nữa. Điểm bấm cho tôi phương 3, 4, 9.
Dạ. Sư cố à, sư cố à, dạ. À dạ. Mình cũng quên hỏi đây, bảo đây. Anh Châu.
Quả bóng cho Phương Hà Đô. Điểm số 17-12. Bóng ngoài sân. Một điểm nữa cho Phương Hà Đô. 18-12. Không được, một tình huống bỏ nhỏ không tấn công của Phương Anh Hùng. 13-19. Cũng ngoài sân, điểm dành cho Phương Ba, điểm số 14-19. Tiếp cho phòng 3, 20-14. Bóng ngoài sân, 15-20. Rất tốt nhưng bóng qua ba ngoài sân rồi. 16. Cỏ nhỏ không tấn công. Cái điểm này lên cho thứ 3, 17-20. Cỏ nhỏ rất tốt. Đến từ thứ 3, Phương An Đô.